buông câu nói bận hận, thể trước quên sau anh đau nhưng em nào thấu. Vì quá thương em nên anh bỏ qua tất cả, nhưng đớn đau là em vẫn nặng lòng anh ta. Vậy em có chắc khi bên một người sẽ tốt hơn anh một đời? Nếu đúng như vậy, đi đi anh sẽ buông tay. Đừng bận tâm anh mai sau thế nào, cuộc sống có ra làm sao. Anh cũng không cần dăm ba những lời hỏi thăm. Anh đau nhưng em nào thấu. Vì quá